xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui ngày hôm nay tôi được gặp lại quý vị và các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm về ẩm thực trong gia đình các bạn nhé. Vậy tôi xin chia sẻ về tác dụng của quả nhãn các bạn nhé. Những quả nhãn lồng hoặc nhãn ngon rất có nhiều tác dụng. Khi chúng ta mua nhãn về ăn, nhãn có tác dụng bổ sung chất đường và chất vitamin cho cơ thể chúng ta. Khi chúng ta ăn nhãn hàng ngày và khi chúng ta mua nhãn lồng, chúng ta có thể bóc cùi nhãn và phơi khô, sấy khô để làm long nhãn. Và khi chúng ta bán cho những người có máy chế biến làm long nhãn, long nhãn rất có giá trị vào việc chế biến thuốc bệnh. Và khi nhãn ngon, nhãn lồng còn có tác dụng khi chúng ta có việc như đám giỗ hoặc chúng ta đi chơi, chúng ta cũng cần có tùm quả nhãn ngon để đi biếu làm quà cho người thân. Và tùm quả nhãn ngon còn có tác dụng khi chúng ta ăn, chúng ta cảm thấy rất ngon, tuyệt vời. Ai cũng ăn được nhãn lồng bởi vì quả nhãn lồng vừa ngon, ngọt lại dày cùi, ăn rất là ngon. Video của tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video của tôi. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại video sau của tôi.
chân thành